Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép nhé. Ngày hôm nay lại có một cái kèo thơm là bên em lại mới thu lại được một đôi loa HR Audio, một thương hiệu của anh. Thì loa này thì một bác khách lại nâng cấp. Nói chung là bên em thì luôn luôn có những cái dòng loa mà còn sót lại, tức là bán rồi nhưng mà lại hỗ trợ cho khách hàng nâng cấp. Thì em lại thu lại và tiếp tục lại bán ra. Thì loa này thì ngày hôm trước thì bên em bán gọi là cháy hàng luôn đấy, không còn hàng luôn đấy. Rất nhiều các bác khách gọi là đặt hàng, cũng là một trong những cái dòng loa rất là hot tại cửa hàng em mà bán trong thời gian qua. Rất nhiều các bác khách đã đặt hàng, đặt cọc, thậm chí đặt cọc rồi nhưng vẫn không có hàng cho các bác đấy. Thì ngày hôm nay thì có một đôi duy nhất đây đấy. Thì cái chính sách bán hàng của cửa hàng em, các bác đều biết rằng là bên em bán ra thì những cái sản phẩm bên em bán ra thì luôn luôn là hỗ trợ là nâng cấp cho tất cả các bác, tức là có hỗ trợ thu lại và nâng cấp. Thì cái phí mà gọi là thu lại, tức là sẽ trừ bao nhiêu, thì cái này là do hai bên tự thương lượng. Ví dụ như là tùy theo cái thời gian sử dụng lâu hay dài mà các bác nâng cấp về những thiết bị như thế nào, thì bạn em sẽ đưa ra cái mức gọi là khấu hao trong quá trình sử dụng của tất cả các bác. Làm sao hai bên sẽ tìm được cái tiếng nói chung thì bên em sẽ tiến hành là thu lại và lại tiếp tục bán ra. Thì những cái dòng loa như thế này là những dòng loa phải nói là rất là hot và cũng không có nhiều, còn duy nhất một cặp thôi. Bên này là loa Eric, loa này bên em chưa bán nhé. Loa này Eric là cũng là model đắt tiền này, mà loa này bên em chưa bán. Thì ngày hôm nay là chủ yếu là giới thiệu cái loa HR này thôi. Thì hôm trước có rất nhiều bác là không mua được loa này, thực sự là như thế. Một trong những dòng loa mà phải nói rằng là bán đi rồi nhưng mà vẫn thèm, rất là thèm luôn, tại vì không có hàng để bán. Giá của nó là 11 triệu đồng một cặp như thế này. Đấy, 11 triệu cũng là một trong những cái giá trong phân khúc tầm trung. Nhưng mà loa này chất âm rất là hay. Thì ngày hôm nay thì còn lại một đôi này thì cũng sẽ ra lộc cho các bác nào một tí. Tại vì bên em thu lại của khách thì cũng đã trừ khấu hao rồi. Thì bên em sẽ nói thẳng luôn, thì ngày hôm nay bác nào lấy thì bên em sẽ khấu hao cho các bác 500 ngàn đồng. Tức là sẽ rẻ hơn so với lại trước đây là tới 500. Giá đây là còn, tức là còn lại 10 triệu 500 ngàn đồng giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship. Cái này thì ngày trước bên em bán 11 triệu cũng là chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Ngày hôm nay thì 10 triệu rưỡi vẫn là chưa có phí ship. Thì thông báo cho bác nào mà có nhu cầu thì bác liên hệ trực tiếp cửa hàng em. Số điện thoại ngay màn hình nhé. Đấy, giá là như ấy luôn. Đấy, ngày hôm nay các bác mà không mua cặp này thì rất là sẽ mất cơ hội, rất là đáng tiếc cho tất cả các bác. Và bây giờ mời các bác xem cái nội thất của loa này luôn nhé. Đây, em đăng cái nội thất lại của loa này cho bác tham khảo luôn. Một thương hiệu đến từ nước Anh Quốc. Và dạ vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Ngày hôm nay đây, cửa hàng em xin giới thiệu với tất cả các bác một lô loa vô cùng là cao cấp luôn, một thương hiệu rất là đắt tiền ở trên thị trường. Một thương hiệu đến từ nước Anh Quốc. Và đặc biệt cái dòng loa này là dòng loa đắt tiền và dòng loa cao cấp. Đối với cái dòng đôi loa mà các bác đang thấy trước mặt đây, nếu như các bác mua sở hữu mà đôi loa mới của nó là không có giá dưới 50 triệu đồng một đôi loa như thế này, để các bác biết được cái độ cao cấp của cái dòng loa này. Thì cái thương hiệu HR ở đây thì đây là một trong những cái thương hiệu phải nói rằng là chúng ta để mua được cái dòng loa của cái thương hiệu này thực sự là rất là hiếm gặp, và thực sự là có thì nó cũng không có nhiều, nó rất là ít gặp. Tại vì là cái lượng hàng bãi của nó cũng rất là ít, và đặc biệt đó là dòng loa này nó khá là đắt tiền. Nó đắt tiền chứ không có là dòng loa cỏ hoặc là những lòng loa dưới phân khúc 10 triệu như kia. Thì đây là dòng loa này thì nói luôn cái giá bán của nó là sẽ là trên 10 triệu đồng. Và cái giá thì em sẽ tiết lộ một chút ở phần sau của video này nhá. Đấy. Thì trước khi đi chi tiết thì nói về cái thương hiệu HR này một chút này. Thì đây là một cái thương hiệu của Anh. Đặc biệt là nổi tiếng đối với những cái dòng loa ray sân khấu ngoài trời. Có truyền thống rồi, đây là dòng loa có thương hiệu rất là mạnh ở trên thị trường. Đối với cái dòng loa karaoke, lòng loa về loa full, loa 30 ở trong phân khúc và phòng karaoke thì đây là cái thương hiệu phải nói rằng là đắt tiền. Cho nên mà cũng rất ít, chúng ta hay rất ít để gặp được cái nguồn hàng bãi của dòng loa này. Nó rất là ít thải ra, nó là nói thẳng là như thế. Cho nên mà cơ hội thì để mà ngày hôm nay các bác được mua cái loa này thực sự là đây là một cơ hội rất là hiếm. Mà sau loạt hàng này thì cũng chưa biết khi nào chúng ta sẽ làm được cái lô hàng thứ hai của cái thương hiệu này. Đó là cái điều chắc chắn là như thế. Và đây cũng là một trong những cái lần đầu tiên bên em được tiếp xúc cái dòng loa này. Cũng biết là nhiều anh em bán là cũng có gặp những người bán rồi, nhưng mà chưa có duyên để mà được sở hữu nó.
thì ngày hôm nay mới có duyên để được chúng ta được gặp lại cái lô loa này, gặp lần đầu tiên để chúng ta để giới thiệu cho tất cả các bác cái độ chất, cái độ cao cấp của cái dòng loa này đấy. Thì để chi tiết cái dòng loa này thì em sẽ quay luôn cho các bác xem này. Về thiết kế của dòng loa này thì rất là đẹp, phải nói rằng là rất là sang trọng, rất là lịch sự và rất là đẹp luôn. E căng ở phía trước là dạng là lưới sắt dập lỗ tròn, bên trong thì là nó sẽ có gia cố chúng ta một cái lớp bông mút chống bụi đấy, chống bụi. Logo của HR Audio thì nằm ngay chính giữa đấy. Nó có một cái ái điểm nhấn rất là đẹp luôn nữa, nhưng em rất là thích đây luôn, là ở miếng trên, thành trên và thành dưới đã được gia cố thêm một cái miếng nhôm rất là dày để tăng thêm cái độ cứng cáp của dòng loa, tăng thêm cái độ gọi là chịu đoàn trong quá trình vận chuyển và đập, rất là hay, rất là đẹp. Đây chúng ta sẽ xem cận cảnh là cái thanh nhôm nó sẽ nằm như thế này này. Đây, đây bên trên một cái thanh, một trên dưới một thanh, đấy, rất là cứng luôn. Đấy, thì cái dòng loa này nó thiết kế nó mang một cái ngôn ngữ nó giống là dàn loa ray. Nó có một cái ốc ở đây, các cái này vị trí để chúng ta bắt, chúng ta muốn xếp thành loa ray rất là ok. Đấy, đẹp, nói chung là thiết kế thì cực kỳ là đẹp luôn, sang trọng, thùng loa rất là nặng luôn. Về cái thông số kỹ thuật ở phía sau đây, ta xem luôn. Cái model ngày hôm nay là VF12 HR Audio, đây là số series. Con loa này thì độ nhạy của nó lên tới 97 decibel, rất là lớn các bác nhá. Độ nhạy càng lớn thì loa càng hay, càng đắt tiền. Nó nói thẳng luôn các bác này, độ nhạy càng lớn thì càng hay. Công suất làm việc của con này phải nói là siêu khủng luôn, 400W, kháng chịu là 8V và Design England, đây là một cái thương hiệu của Anh. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, hàng xịn của nó này, từ cái thùng loa của nó cũng rất là đắt tiền, rất là xịn luôn. Đấy. Về cái nội thất của loa này thì nó, chúng ta sẽ thay xem đây. Đây, nó sẽ là lỗ thông hơi phía trước cho chúng ta cái âm bát, phải nói là rất là hay. Đấy, rất là hay luôn. Bát loa của nó đây, để bây giờ em sẽ quay cận cảnh từng món một cho các bác xem. Đây là chiếc bát loa. Đây. Nó sở hữu một chiếc bát phải nói rằng là rất là đẹp, phải nói rất là chất lượng. Đấy, HR Audio. Đấy. Con này là công suất làm việc của nó là 400W. Đấy, bát này rất là lớn quá nhá. Đấy, 400W. Design England. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có một cái tem ở bên trên này, rất là nhìn rất là đẹp luôn, sang trọng. Ở bên hông này nó cũng có một cái tem HR đây nữa. Đấy. Đây. Rất là nhiều tem. Hàng xịn mà. Hàng châu Âu nó phải như thế này nó mới là chuẩn các bác ạ. Đấy. HR Audio. Quay cận cảnh cái tem này cho bác xem này. Đấy. Ở đây thì cái tem thì nó chưa nói lên được cái độ chất của loa này. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái bát loa từ cái ốp đít của nó này. Đấy, rất là đẹp. Này. Từ cái râu, con này sở hữu côn của nó là côn 76. Đấy, côn 76. Cái xương loa thì khá là giống xương của RCF, tuy nhiên là bát sẽ không giống nhá. Màng loa đây. Đấy. Các bác xem cái màng loa xịn của nó này. Gần hai sóng. À, từ cái rốn, keo rốn của nó phải nói rằng là xịn xòa. Không có gì để chúng ta phải chê cái dòng loa này cả. Chỉ có điều là chúng ta chỉ sợ là không có tiền để mua loa nữa, chứ còn loa này thì quá là chất luôn. Nhìn cái bát loa này các bác thấy này, cái bát loa nó rất là sâu. Này, cực kỳ là sâu luôn. Sâu cho nên mà ra cái tiếng bát của nó phải nói rằng đánh còn hơn bom luôn, uy lực. Cực kỳ là uy lực cái tiếng bát như thế này. Đấy. Đấy, các bác xem là cái côn loa, nhện loa, tất cả mọi thứ nó đều là hàng chuẩn của nó, xịn. Đấy. Xịn xòa. Rất là đáng chơi. Đến tiếp theo chúng ta là cái tép. Nó sở hữu một chiếc tép kèn titan. Đấy, titan. Dạng là côn dẹt. Đấy, côn dẹt. Một trong những dòng tép phải nói rằng siêu hay luôn. Đấy. Tép này thì phải nói rằng là một con loa này thì cái tiếng tép, tiếng bát nó gọi là 9 điểm thì con tép này phải 10 điểm. Đấy, con tép này với là cái con mà gọi là quý nhất là cái loa này. Đấy, loa tép của nó phải nói rằng một trong những cái tiếng tép phải là hay. Hay hơn cả B3 mà hay hơn, thậm chí là hơn cả Audio Center. Con tép này là cực kỳ là hay luôn. Tiếng tép của nó, con loa này thì ngày mai em sẽ test cho các bác nghe cái chất âm của nó. Nhưng mà một trong những cái dòng tép em nói là hay nhất mà cửa hàng em đã từng được sở hữu, con tép con này. Tép cực kỳ là hay, nó là nói thẳng luôn đấy. Mà khi mà các bác có tiền, thực sự là để mà sở hữu được con tép này cũng rất là hiếm luôn. Đấy, tép. Nghe cái con tép này thực sự là gọi phải nói dùng cái từ gọi là quên đường về luôn. Quên đường về luôn khi mà nghe con tép này. Đấy. Các bác nhá, đây là tiếp theo đây là phần tần của nó. Xem cái phần tần của nó này. Wow, phần tần toàn bộ là tụ nhập khẩu hết các bác. Không có một con linh kiện gì trong đây gọi là rẻ tiền. Thậm chí là con loa tép của nó tới hai cuộn cả dập xung của nó, hai cuộn cảm xung. Đấy,
hai cuộn dập xung và tụ của nó thì toàn tụ xịn các bạn. Speed, một trong những quân tụ mà nói rằng một tụ là rất là đắt tiền. Ngoài ra nó sẽ sử dụng một quân tụ vàng vàng là quân tụ Rolex của Đức, của Italia. Đấy. Chất lượng từ cái dây của nó luôn. Đây, dây điện của nó này, từ cái chạm loa này, chúng ta hàn này, bông, tiêu âm. Nói chung là một cái thùng loa không có gì để nói. Con loa này em nói với các bác là tiếng bass nó rất là hay. Ở đây một điểm là sao? Cái thùng loa nó rất là sâu. Con loa này sử dụng cái thùng của nó tới 40 phân. Thùng loa cực kỳ là sâu luôn. Này, nhìn các bác nhìn thấy cái thùng loa nó rất là sâu như thế này. Cho nên mà lại tốt lỗ thông hơi phía trước này, phải nói rằng là một trong những cái loa mà tiếng cực hay luôn, tiếng bass phê. Bao phê cho các bác luôn á, thực sự là phê luôn, cực kỳ là phê. Đấy. À, vừa rồi thì cũng đã giới thiệu rất là chi tiết về cái dòng loa này và cuối cùng là sẽ là giá bán của dòng loa này. Thực sự là nói về cái giá trên 10 triệu thì có vẻ là hơi cao so với mặt bằng chung, nhưng mà để mà sở hữu đôi loa này với giá hơn 10 triệu thì hoàn toàn xứng đáng, quá là xứng đáng, thực sự là quá xứng đáng luôn. Loa này thì trước khi mà nói về cái giá thì cam kết của cửa hàng em sẽ là như thế nào ạ? Sẽ là bao zin cho các bác là 100%, bao đẹp, chắc chắn là sẽ phải bao đẹp, bao zin, bao đẹp, nhưng mà cái quan trọng nhất của nó là bao hay. Các bác về nghe, đối với cái giá tiền như thế này, các bác về nghe mà không hay, các bác có quyền trả hàng cho cửa hàng em. Đó là em cam kết cho các bác luôn. Đấy. Không hay các bác có quyền trả hàng cho cửa hàng em. Đó là em nói luôn. Và cái mức giá ngày hôm nay em đưa cho các bác là giá là 11 triệu đồng một cặp. 11 triệu đồng một cặp. Đấy, em nói thẳng luôn là 11 triệu. Còn các bác không mua ngày hôm nay thực sự là không có cơ hội để chúng ta sở hữu một đôi loa chất như thế này. Thực sự là chất như thế này. Em sẽ bao cho các bác hay hơn rất nhiều những cái dòng loa nhiều tiền hơn nó. Đấy, đó là cam kết của cửa hàng em. Vâng, xin kết thúc video tại đây nhé. Xin